nay em tiếp tục lên cho bác một đầu Mitsubishi D2650 đã về đầu quân cho Đắk Lắk các bác nhé. Từ tối hôm qua thì 3 giờ sáng cơ sở Trung Kiên đã đưa chiếc mọc siêu mọc inox về Lâm Đồng. Thì Lê Tuấn ở lại tiếp thay cho Trung Kiên đang test nổ và xử lý cho khách Đắk Lắk, ba đà lấp Đắk Lắk để đưa em này về đầu quân cho đại gia Đắk Lắk các bác nhá. Và mà ngày mai chuyến xe này sẽ lên được rồi đấy, bây giờ đang test nổ rồi. Ok, đã làm vài cái chi tiết rất đẹp, rất tuyệt vời. Đấy thì chiếc xe đây chủ là thấy đầu tiên là ưng chiếc xe Isuzu 2 năm. Đây, 2 năm 1 không. Đây, trên kênh thì điện cho Lê Tuấn Đoán thì tiếp tục thì chủ đến và đồng ý chiếc Isuzu này và chiếc mọc. Nhưng đến khi qua một đêm thì đổi ý lại để chiếc mọc này vào cái đầu Isuzu và lấy chiếc đầu Mitsubishi vào cái mọc của Isuzu. Các bác nhá. Đấy, thì ở đây cơ sở Trung Kiên luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu những ý kiến của tất cả các bạn cũng như tất cả anh em máy cày trên mọi miền Tổ quốc. Nếu như ai đến đây mà muốn sửa chữa và làm theo yêu cầu, vẫn mua cái gì đổi cái đó cho bác nhá. Ở đây là uy tín này, chất lượng này, đặt niềm tin này các bác nhá. Đấy, và đưa cọc chứ không phải là ở góc độ các bác đừng có mua ở trên Facebook là các bác bị lừa các bác nhá. Đó là Lê Tuấn và đôi các bác vậy. Ở đây là em là kênh YouTube truyền thống được uy tín đến với các bác lâu dài, cho nên các bác yên tâm, chỉ cần các bác đồng ý một cái gật đầu hoặc là chỉ một cái cuộc điện thoại là Lê Tuấn đã giúp được các bác đầy đủ. Đấy, đó là đấy, đó là Lê Tuấn luôn luôn liên tục ở bên các bác để cho các bác coi như là yên tâm công việc. Rồi chắc là lấy mấy cái ốc bán vào luôn. Đúng rồi, hôm nào tháo ra, hôm nào tháo ra, đúng rồi, hôm nào Trung Kiên tháo ra để trở về nó rớt. Tắt vào, tắt vào, tắt vào có một cái rút. Không 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 không, để tí rồi. Đèn dàn xi nhan để đủ hết. Vật này được về đầu quân cho Đắk Lắk các bác nhá. Rất tuyệt vời. Và lúc này thì liên tục. Đấy. Để tí bơm bên này tí nữa. Đứng đây tí anh bơm bên này. Chờ tí coi tắt chỗ nào. Chờ tí. Có một cái chỗ tắt rồi chỗ nào. Rồi cái này tắt ra. Vật này một bánh nhưng mà có số các bác nha, rất đầy đủ, rất đẹp. Ê chú ơi, ê tắt rồi chỗ nào, tắt rồi chỗ nào, tắt, tắt ở đâu tắt, rồi, đúng rồi.
Vâng, những đầu nhỏ, những đầu nào mà các bác nào ưng thì các bác cứ số xét. Ở đây rất nhiều Ijiki 2 cầu các bác nhé. Và Phô 3 ngàn 2 đầu Phô 3 ngàn đời cao và rất là ngon, đời cực kỳ luôn. Và Kuota ở đây Ijiki còn rất nhiều, hàng đi hàng lại về. Và hôm nay thì Lê Tuấn lại tiếp tục lại lên cho các bác một cái siêu phẩm này đã xong nha. Đó là Mitsubishi D2650 đã về Đắk Lắk đầu quân cho E-Calership đó nha. Rồi và cuối cùng thì cho Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều đã yêu ái qua kênh của Lê Tuấn. Lê Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn lại các bác video sau.